giờ không có bắp béo rồi phải có mình mua bắp được chưa chưa vậy nè nấu ngon thứ mày đi ăn chứ tám kia rồi tên gì cái thằng quay hả quay qua lại không thấy ai là làm đó không sao mày gừng mày dòm dòm quay quay dòm dòm không thấy ai dịch xuống bữa ngon bà cố luôn mày ơi cái thứ đó ngon ăn cơm tạch ăn dưới đất không à bữa giờ ăn cơm tạch cái cô nào chú Tám cái cô nào nói chú Tám nói chuyện mất cười mũi đốt không hay mũi chích này ừ mũi chích đó mũi chích thì bệnh nó mũi đốt cái bắt đầu là tao mày trộn hồ đá đi mày đẩy mặt dẫn trước ra đó giờ chở hơn 2 vàng nữa mà biết nữa rồi nè. Nó nói nó dắt vô mà tới giờ về nó không dắt về nó cũng không, không biết kìa tao ơi nó ơi nó là thầy ơi việc nó nói ngồi cái lấy thì nó lấy ngay tới hồi trả nó không biết à trả gì trả vô tới đây đi chở thêm vài bộ nữa đi tao bắt cái kia nó nhỏ ra đây nó mày đừng gác ngang nha rút ra tao rút cái này tao gác cái này thôi ngày nay đổ cái này đi ngày mai bắt đầu cho vô đất luôn đi vô đất này là ngày mai cho vô đất cho trong cái nền này á mà chính để giữa thấy cái nhiệt nhiệt thử gác đây đi ở đây mình để một tấm bồi thử được gác này lên đâu còn ổi không mà chính Dạ, buổi chiều ngày hôm nay thì mà chính cũng đào đất để mà lắp vô trong cái nền nhà để chúng ta lấy cái chài chúng ta nện xuống cho nó dẻ nữa kén xi măng rồi lót gạch luôn
Mà còn cái chú kia thì cũng đang xây cái cánh én phía trên đó. Ở bên kia với mặt sau là cơ bản là sáng cũng đã tô rồi hết rồi. Nhà là chuẩn bị đổ đà kiện ở trên đó hả chú Tám? Đổ cái kèo. Nó kêu bằng cái kèo hả? Đổ kèo ấy. Chuyện nào đập đập 19 đập được không chú? Nó không đâu biết đâu. Nó chú làm mà. Nếu mà mình mà tu 19 thì muốn lập được là lập, nhưng mà có tên lập không? Như lập trước phải không? Có tên là bữa đó. Có tên là 19 đấy. Chào chú Tám. Con nhà này khoảng 7 triệu. Còn không chứ chưa tính toàn tay hả? Ừ. Đồng tay thì có đồng tay cây rồi, lúc đó cưa mà. Ông nghỉ đi. Nhà nước cho con 50 triệu mà cái nhà như vậy nè, ông nghỉ đi. Đủ không? Bây giờ đâu chú tính cho sao cái nhà nấu ăn phía sau á là có khoảng nhiêu tiền? Nhà nào? Nhà nấu ăn sao á, cái hầm cầu luôn á. Cái nhà luôn hả? Thấy được không? Dạ. Thấy không? Dạ xây luôn á. Những mưa tối rồi kìa. Hầm cầu rồi nhà tắm tôi luôn á hả? Dạ. Hả? Dạ. Mẹ giống có con mẹ cái nằm ở dưới luôn, giống có 2 triệu rồi vẫn. Là cái nhà tắm nào mới phải trong cái nhà nấu ăn luôn nha. Các cái đó, các bự mà nhà dưới cái bếp này kia nữa rồi. Thì hầm cầu. Ở đây đâu có thả không được hết hầm cầu. Hầm cầu không là bọn gạo rồi. Hầm cầu mình làm đơn giản thôi, mình làm phải muốn người đào nữa chứ. Đâu đào không đâu. Tôi bệnh bỏ rồi chú ơi, đào không nổi đâu. Làm hầm cầu nhỏ thôi. Nước ra cũng phải à. Để mà một bèo bèo cũng một cái tư vuông chứ nhỏ quá nữa đâu được, nhỏ quá màu đầy à. Mà nói ngay chứ mẹ con thằng này thì ăn, con này thì ăn thì nhiều. Mà thấy chị cũng đâu có ăn nhiều đâu. Hai mẹ con đủ mà cơm cơm lại được con nắm một ăn được nhiều, ăn nhiều đâu. Là cái nhà nấu ăn làm các chiều dài là có khoảng 3 mét hả? 3 mét hả? Có 3 mét à? 3 mét các ăn theo nhà lớn. Đúng rồi, nhà lớn 4 mét mấy, mình có 4 mét thôi. 4 mét, dạ 3 mét. Dạ 3 mét. Mẹ nó có tô đét 1 mét mấy rồi. 2 mét đi. Rồi mình làm cái kệ nấu ăn nhỏ nhỏ luôn nha. Còn gạo rồi chú ơi. Chú báo cáo với... các anh các chị thế thì khoảng 20 triệu à. Tầm có 20 triệu hả chú? Ừ, có 20 triệu à. Nổi không? Không nổi thì thôi, không nổi thì không ăn. Nửa chừng cái ta hết gạo rồi, trời tôi cắn lưỡi à. Này chú 8 triệu. Đồng nổi, trời ơi, cắn lưỡi à ông ơi. Thấy ông thấy tôi gỗn gã nghe chứ yếu điều mà ông ơi. Đủ làm đủ thôi chứ tự nhiên cái nửa chừng cái nó hết tiền à. Ừ. Thì tôi báo ông vậy đó. Nó hết tiền ông bỏ chạy chú Tám chết luôn hả? Ừ, tôi báo ông vậy đó, báo với người ta khoảng cái đó đó. Chứ để nhầm khi mình muốn nói cho mình được á, biết không? Muốn nói để mình làm thì không tốt nha.
nửa chừng nó đẻ ra ai chịu đây, thấy không? Nó trời nó đẻ cái là tôi lòi trứng liền ngay chú. Trời à. Vậy đó, thì tôi bảo chú báo với chị em ta vậy đó, nó cắt là nó khoảng 20 triệu. Nhà nó ăn là mình nối theo cái nhà trước luôn. Này chiều dài là 3 mét. Hầm cầu ở phía trong, toilet phía trong luôn, xây toilet luôn. Nói như ta vậy đó, khoảng giá đó thôi. Ngoài đó là tính lót gạch chưa? Chưa. Chưa tính lót gạch mà 20 triệu hả? Mình phải tính cho nó chắc tương chút. Vậy đó. Để mà báo người ta vậy đó, nó mà còn dư thì tôi trả lại chứ tôi không lấy đâu. Vậy đó, nhưng mà là chú tính tiền công hay là làm ngày? Thì tôi làm ngày thôi, tôi đâu có ăn cái kiểu mà trên trời đâu. Vậy đó, tôi quất ngày nào tôi hãy tôi làm được bữa nào tôi quất ngày nấy vậy thôi ha. Vậy đó. Chứ không có tính bao trọn gói hả? Không, trời ơi, ăn gì cũng nổi. Con cháu. Chú mình phải cho thì ví dụ mình cũng phụ nó thay vì tôi bằng phụ nhưng mà tôi mình không có được. Tôi cũng hơi ốm em biết không? Đó. Cũng kiếm bạn ít gạo cũng cà phê cà pháo đồ vậy đó, thuốc hút đồ chơi nó ngay thí dụ vậy đó, rồi thí dụ tôi đổ khoản vậy thôi em chứ không có tính, nhưng mà tính kỹ ra thì mình nó biết, nhưng mà chưa có tính chỉ nó phỏng phỏng thôi, khoảng vậy đó. Ở chị em nào giúp được thì giúp, còn dư thì làm chuyện khác. Thí dụ có dư tôi trả lại cho trực tiếp đây, chú kêu đồ tôi làm ha, chứ tôi không kêu đâu, không vậy đó. Thì chú biết là chú kêu đồ thì chú biết giá rồi. Chứ tôi không kêu, tôi kêu rồi tôi tém lén chú đâu biết hay không? Nên tôi không có chơi vậy đâu, chú kêu vậy đó. Để tôi kêu rồi tôi tém lén sao? Ví dụ như tôi thấy tiền ai không ham nào chạy cái tiền khoái, cái tiền khoái cũng chết hả? Tiền khoái chết ai không? Tôi thấy tiền nhiều quá khi tôi chặn mình sao ba, không được không? Chú kêu đi rồi chú như vậy đó, tôi kêu đồ chú gì vậy, tôi kêu cái chú kêu mình hợp tác mình ha, tôi không có mạo mẹ chứ, tôi lãnh tôi làm như ngày, tôi bận nhiều ngày tôi quất nhiều ngày thôi, thấy không? Là cái căn phòng nó được 3 mét không chú Tám? Cái nào? Từ cái đằng trước cái ra ngoài cái sau là cái căn phòng. Căn phòng hả? Không, không, không tính cái khu phòng luôn á. 3 mét à? Nhà nó ăn là tầm có khoảng đó phải không? Nhưng mà còn nhỏ thôi, thí dụ như tôi ra tới đây. Ra khỏi đây. Tôi lại tới đằng đó. Đây nó ăn gì đó. Nhưng mà nó nhỏ, rất là nhỏ. Ai biết thì tôi ra vậy đó, ông coi sao? Thì ông thấy cái toilet thì nó nằm mé bên đó đi, còn cái nó ăn thì ngay chỗ cái mương này làm cái cửa sổ ngay chỗ này cho nó thoáng mát luôn. À, còn cái cửa đây thì ra vào luôn, cái cửa mé bên đây nè. Mấy cửa thì mình làm cái cửa tôn nó gì thôi, đơn giản thôi. Trời ơi, cửa nhà dưới mà. Nó sát thì cái mình hàng cái mình bắn tôn vô. Ừ, mua ấy rồi mua. Thầy gồ đó. Mua ba cái cây ba bốn á, rồi làm cái cửa. Cái cửa cái mình ở trên mình cắt cái bự ra mình làm cái cửa vậy, mình lùa qua cái mình phát cái róc cái đầu, thấy không? Làm cửa lùa hả? Đúng á. Chú coi cho nó ngon nghe cái lùa qua vậy, chú bấm cái róc cái đầu xong, thấy không? Chú mở ra mới vô trí lùa mẹ nó quá. Chạy dưới chở mẹ lên dưới rồi mới có chích được không? Nếu được thì chiều ghé chích luôn. Dạ. Dạ. Rồi anh đợi đi chỗ khác hả? Chú đi lưu tốt về mà chú dở hơn tôi nha. Ông thấy không, tối ngày tôi cứ núp trong ruộng không vậy ha, mà tôi làm được hai mũi rồi đó chú ha. Tôi chích hai mũi anh đàng hoàng nghe chú. Vậy chứ còn vậy chứ đâu, còn đâu có chế độ đâu. Tu chế độ gì? Trời ơi, độ gì đâu.
Nhưng mà cũng được lụi hai mũi rồi đó hả? Được lụi. Nó chết chết gán chết trong vui. Nguy hiểm là nguy hiểm chứ nó nguy hiểm bị mình nó hay chứ. Nói chứ cũng yếu rồi heo. Ngô Quốc Linh hai mũi. Lỡ ra dịch nó ghé nó thăm mình mệt lắm ba ơi. Làm trước á. Nó có thăm mình ví dụ như dù sao chắc cũng có thể đỡ. Chạy vuốt được thấy ha, không được thấy. Không nói chống dịch chứ chống giặc cái đó, mình chơi cái giận mình chơi được á, mình chạy vuốt á, chạy vuốt là sống phải không, chạy vuốt chết giặc mơ. Chứ tính lại với bác đây hỏi cái giá vậy đó, mà có cái tình hình sao, nhưng mà trước chưa có ngồi chưa tính ra. Mình tính đi chú về nay chứ tối chú tính đi thử coi bao nhiêu tiền tầm phải vậy đó, nhật tư mấy ton ở trên luôn đó. Thì mình tầm phải nó phải chuyện gì vậy đó, có người ta cho nhưng mà người ta thấy tình hình sao để giờ chú tính cho biết bao nhiêu thì con mới báo bên kia được chứ. Chứ mình nói khang khang người ta cũng không biết mình làm thiệt hay làm cháu đi, mình không biết đường nghe không. Nhờ chú tính vậy đó thì mái tôn là luôn, đoạn tay là luôn đó, hoặc tiền công là luôn đó, mà cả khoảng nhiêu tiền vậy đó, đón vậy đó thì khoảng sụm vậy đó, hai chục vậy đó, tôi nói chứ gom gom vậy đó, mà nó có dư người chú quốc chứ tôi không quốc đâu, dư trả sao con quốc được à, thì bởi vậy thì dư thì con cũng làm chuyện khác chứ đâu có ăn mấy cái tiền này được. Như vậy đó, nhiều thì con mua vật liệu, nhiều thì có phiếu đồ con công bố lên hết chứ con đâu có ăn uống gì. Còn không chú không quất thì chú trả người ta. Chứ tôi không quất, vậy đó. Nhưng mà nói cái tầm khoảng đó đi ông ơi. Bị những cái ông phải là ông phải đào hầm nè, rồi ông phải xây hầm ở dưới lên nữa ba ơi. Xây chứ. Hầm không xây đâu được ba. Phải xây. Hầm cầu phải xây đó. Xây được. Xây tường 10 thôi. Nhưng mà phải xây hầm cầu. Thấy vậy đó, chứ nó cũng gắt gấu nha chứ phải không. Làm tường 10 thôi, mình khỏi làm tường 20 đơn giản thôi. Nhưng tôi thì tôi làm tôi cũng kiếm cà phê cà pháo chơi thôi. Vậy đó. Đi làm này kiểu như đi chơi thể thao vậy đó ha, thao nhẹ nhẹ vậy đó. Không bằng gì cũng mệt lắm. Mới vừa có sức khỏe, vừa có tiền nữa hả? Ừ. Rồi không có sức khỏe, chứ vừa bằng giờ đang cho dịch nó thấy mình nó sợ, nó chạy ra phải không? Không, không vậy, nằm không nữa, có dịch nó khoái, nó bay vô là đáp cho mệt. Nên là buổi sáng là bắt ba làm, buổi chiều nay bắt ba mệt này không có làm. Đau bụng hoài mới, nó vô nó là nó không ai đi chích thuốc hay gì. Cháu tao kêu nó, mẹ tao kêu nó, hồi trưa. Hồi trưa tao thấy nó xì xì cho nó, không có mày đi chích thuốc rồi mày. Ông mẹ, để không được, nó đến thịnh à. Hình như nó tiết tiền mẹ ơi, vô mà kêu nó đi đủ đi. Có xe đạp điện là chạy xuống với ông gì. Cái ông gì với kia đầu cầu. Ông Ba Lực. Ba Lực chạy xuống Ba Lực rồi lại lụi cái là hết ra có mấy chục ngàn như vậy. Sao mấy chục ngàn mà tiết tiền hả? Tiết tiền, tiết tiền đó mà nó đây thấy nó kêu nó đi chứ nó hừ á. Thì chị mẹ đi có nhà cao cửa rộng ở rồi, bệnh mà không lo thì chết uổng lắm mà. Nhà cửa đâu nó lành rồi chứ cứ bệnh cho mình đó, bệnh đách què gì mà tái đó mấy mày, coi có bị gan thận gì không hả, mày coi gan mày nó có gì không mày, coi anh đâu có biết được, anh đâu biết được, mày dẫn nó khám coi mày coi nó có bị gì không, mày kêu nó mới đi chứ tao kêu nó không đi đâu, mày kêu đi rồi mày coi khám coi nó có bị gì không. Trời ơi, nó chừng phèo phối vậy nó có gì không mày,
chứ tôi thấy cái hình như nó mát 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 đây thấy ghê mà mát mát chặn á. Gì thể thao hả? Có ông nội thể thao thì làm lát là thôi chứ đụng mà không lẽ làm hoài ông não không thấy mệt nghỉ. Nó cũng thâu gì là nó khỏe làm nữa không phải thâu vậy chứ. Ừ chứ ai ép nó làm mà tới chết đâu ba. Chơi chuyện nhẹ mà. Này, tại khi chú Tám nói về làm quyết liệt lên anh cho có bắt bà con đó. Có đâu, y lạnh hết. Ông nghĩ đi, mấy thằng bụng bự làm ăn gì. Bụng bự làm ăn gì. Có sức khỏe không quen. Bụng nằm ở dưới bà đì á. Ý là chú Tâm nói là bụng bự hả? Bụng bự yếu thiệt. Mày thấy đâu bụng đâu không? Đâu có bụng đâu. Rồi quay gì chứ tao lỗi không đó. Mày thấy gì chứ lỗi không đó ngàn. Chứ không phải giỡn đâu ngàn. Lỗi đó.